sau khi bị câu lạc bộ Liverpool hủy diệt, nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Leverkusen sẽ quay trở về Bundesliga để đương đầu với đội bét bảng câu lạc bộ Bochum. Đây là cơ hội tốt để thầy trò Xabi Alonso tìm kiếm chiến thắng giải tỏa. Câu lạc bộ Bayer Leverkusen vừa trải qua cơn ác mộng khi thảm bại tới 0-4 trên sân của câu lạc bộ Liverpool ở Champions League. Trận thua đau đớn này chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp của nhà đương kim vô địch Bundesliga. Với việc chỉ thắng được có một trọng trận gần nhất trên mọi đấu trường, rõ ràng câu lạc bộ Bayer Leverkusen đang gặp vấn đề về phong độ. Trong bối cảnh hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Sabi Alonso thực sự rất cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin. Chỉ phải gặp Bo Cường có thể xem là cơ hội rất tốt để hiện thực hóa mục tiêu này. Không như Leverkusen đang góp mặt trong top 4 bảng xếp hạng, Bo Cường chính là đội bóng có thành tích tệ hại nhất ở Bundesliga lúc này. Bằng chứng là kể từ đầu giải, Bo Cường mới thu về được vòn vẹn một điểm từ trận hòa tân binh Holstein Kiel 2 đều trên sân nhà. Đáng chú ý, riêng ở hai vòng đấu gần đây Bo Cường đều để thua với cách biệt lên tới 5 bàn lần lượt trước câu lạc bộ Bayern Munich và Ajax Frankfurt. Nếu nhìn rộng hơn, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng này đang có 5 trận liên tiếp để thua với cách biệt từ hai bàn trở lên. Với việc phải nhận 9 bàn thua mà không ghi nổi bàn nào trong hai lần đụng độ câu lạc bộ Bayer Leverkusen gần nhất, có lẽ Bo Cửm nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận thêm một thất bại nữa. Ở màn tiếp đón câu lạc bộ Bayer Leverkusen, câu lạc bộ Bo Cửm không có sự phục vụ của cặp đôi đang bị chấn thương là Bernardo và Boazu. Bên phía câu lạc bộ Bayer Leverkusen, Adli và Belloson cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ngay cả khi đang không có được phong độ tốt thì câu lạc bộ Bayer Leverkusen vẫn là thử thách quá tầm dành cho Bo Cường. Tiếp đó nhà đương kim vô địch Bundesliga, Bo Cường vốn đang tỏ ra quá tầm thường muốn kiếm được một điểm xem ra cũng khó. Câu lạc bộ Bayer Leverkusen khiến câu lạc bộ Bayer Liverpool tịt ngòi trong 60 phút thi đấu tại Anfield. Tuy nhiên, câu lạc bộ Bayer Liverpool đã có được tới 4 bàn thắng chỉ trong vòng 30 phút cuối cùng để giành lấy 3 điểm trọn vẹn. Bayer Leverkusen khó có thể phàn nàn gì khi họ gần như không tạo được cơ hội để hy vọng chiến thắng. Trước đó, câu lạc bộ Bayer Leverkusen cũng mất điểm ở Bundesliga khi bị câu lạc bộ Stuttgart cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà. Câu lạc bộ Leverkusen đã mất điểm ở 5 trận đấu mùa này, hòa 4 và thua 1 sau 9 vòng đấu. Ở mùa giải năm ngoái, câu lạc bộ Bayer Leverkusen chỉ mất điểm trong 6 trận đấu. Hàng công Leverkusen vẫn giữ được phong độ tốt ở mùa giải này. Họ ghi được 20 bàn thắng và đang là hàng công tốt thứ ba của giải. Tuy nhiên, hàng thủ đã thủng lưới 15 bàn thua và đây là thành tích chỉ đứng thứ 10. Thất bại trước câu lạc bộ Liverpool giữa tuần qua là lần đầu tiên Bayer Leverkusen để thua ở một trận sân khách kể từ khi bị Bochum đánh bại với tỷ số 0-3 hồi tháng 5 năm 2023. Nhưng rất khó để câu lạc bộ Bochum lặp lại chiến tích trên. Ở vòng đấu mới nhất, Bochum bị Frankfurt hủy diệt với tỷ số 7-2. Họ thủng lưới tới 5 bàn chỉ trong vòng 32 phút đầu tiên. Đó là trận đấu cuối cùng mà huấn luyện viên tạm quyền Marcus Fellhop làm việc Dieter Hacking đã được bổ nhiệm đến cuối mùa giải và được kỳ vọng sẽ mang đến sự ổn định hơn cho Bochum. Đội chủ nhà Bochum đã thua 10 trong 11 trận gần nhất ở Bundesliga. Câu lạc bộ Bochum cũng thủng lưới tới 22 bàn thua chỉ trong 5 trận đấu gần nhất. Những vấn đề đó khiến Bochum mới chỉ giành được một điểm ở mùa giải này, bị nhóm an toàn bỏ xa tới 7 điểm khi mùa giải mới trôi qua được 9 vòng đấu. Thành tích sân nhà của Bochum có ổn hơn một chút khi họ kiếm được 6 điểm trong 10 trận gần nhất tại Bundesliga. Tuy vậy, Bochum cũng bị đánh bại ở 4 trong 5 trận gần nhất trên sân nhà Vonovia Rostadion. Bochum đã thủng lưới trung bình 3,22 bàn thua mỗi trận ở Bundesliga mùa này. Bayer Leverkusen hủy diệt Bochum với các tỷ số 4-0 và 5-0 ở mùa giải năm ngoái. Điều đó cho thấy chỉ cần mỗi Leverkusen ghi bàn cũng là đủ để trận đấu này chạm mốc nhiều bàn thắng. Với việc cường thủng lưới trung bình tới 3,22 bàn mỗi trận thì đây là một cơ hội tốt để các chân sút của Leverkusen tập dượt. Mùa này Leverkusen sở hữu hàng công tốt thứ ba tại Bundesliga và sẵn sàng dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới Bochum. Trận đối đầu gần nhất giữa hai đội có từ 10 phạt góc trở xuống. Leverkusen nhiều khả năng áp đảo vượt trội nhưng cũng không phải đội kiếm phạt góc quá tốt. Trong 10 trận gần đây, Leverkusen chỉ kiếm trung bình 5,9 quả mỗi trận. Trong khi đó, Bochum kiếm được trung bình 3,1 quả góc trong 6 trận gần nhất đá trong thế cửa dưới.